Chào mừng bạn đến với series các tính năng bá đạo trên eJoy để học tiếng Anh từ khá lên giỏi. Chủ đề hôm nay: luyện tập như thế nào trên eJoy để có thể nghe được nội dung tiếng Anh, đọc từ mới mà vẫn hiểu được nội dung chính. Hay nói một cách đơn giản, làm sao để ngừng dịch trong đầu. Vừa xem và nghe tiếng Anh rồi dịch sang tiếng Việt, đấy là một phản xạ rất bình thường khi bạn học ngôn ngữ. Nó giống như là khi bạn đọc một đoạn mã cốt và bạn có mong muốn là chuyển nó sang ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên một bảng quy đổi ký tự. Tuy nhiên, quá trình giải mã ngôn ngữ sang tiếng mẹ đẻ chỉ nên duy trì trong giai đoạn mới bắt đầu. Đến khi bạn đã lên được một level cao hơn, việc dịch như vậy không chỉ làm cho bạn nghe chậm mà thậm chí còn không hiểu được nội dung chính. Giờ mình sẽ thử làm một thí nghiệm nho nhỏ nhé. Mình sẽ đưa hai nội dung cho bạn Châu Châu nghe, một nội dung tiếng Việt và một nội dung tiếng Anh. Chúng ta sẽ cùng xem là Châu hiểu nội dung nào nhé. Chào mừng em quay trở lại với series của eJoy dành cho các bạn từ khá lên giỏi tiếng Anh. Hôm nay chị sẽ nhờ em nghe giúp chị hai đoạn nội dung của tiếng Anh và tiếng Việt nhé, và em chia sẻ cho chị biết em hiểu nội dung nào. My name is Alita Andre. I'm an abstract painter and I'm from Melbourne, Australia. At only 12 years old, Alita has been in the industry for over a decade. I started painting when I was 9 months old. My dad put a canvas down on the floor because he used to paint a little bit. I just started crawling on the canvas and started painting before him. That's how everything started. That was... Trong video vừa rồi em đã hiểu được những gì, em nghe được những gì. Lúc đấy em có đọc chủ đề không? À, thế là em không đọc kịp được nữa đúng không? Em bị bối rối đúng không? Ok. Bây giờ chị sẽ nói cho em nghe một đoạn tiếng Việt và hãy thử xem mình có hiểu hay không nhá. Từ bé tôi đã được bố dạy môn trắc luận học. Tôi rất thích môn học này. Bố thường bày các dụng cụ để trắc luận lên cái gạt măng dê. Và tôi vừa thích thú vừa theo to. Em có hiểu chị vừa nói gì không? Có từ trắc luận học với cả từ gạt mà chị vừa nói ấy. Em không biết đâu. Nhưng em vẫn hiểu câu mà ý chị nói là gì. Thế tại sao có một bài thi lại như thế em vẫn hiểu được mà em không bị lùng bổ như là trong tiếng Anh vậy? Chỉ là những từ em không hiểu thôi, còn những từ sau em vẫn bắt được thì em vẫn nghe được bình thường. Em có thể bỏ qua được những từ khó hiểu. Hãy cùng xem nhé. Khi bạn nghe bằng tiếng Việt, nội dung thông tin được đi vào não bộ của bạn và bạn hiểu luôn. Nhưng khi bạn xem bằng tiếng Anh, nội dung thông tin sẽ phải đi qua một bộ lọc để giải nghĩa sang tiếng Việt, sau đó bạn mới hiểu được. Như vậy sẽ làm cho quá trình tiếp nhận thông tin của bạn chậm hơn phải không? Cách mà mình sẽ chia sẻ với các bạn sau đây, mô phỏng từ việc chúng ta học tiếng Việt từ khi còn bé. Bạn còn nhớ là lần chúng mình được đi sở thú và được bố mẹ chỉ vào hình con voi và sau đó nói con voi. Lúc đó não bộ của chúng ta xử lý hình ảnh một con voi và gắn nó với cái âm thanh là con voi. Và rồi chúng ta sẽ bắt chước nói theo là con voi. Chắc chắn rằng chúng ta không dịch sang bất kỳ một ngôn ngữ nào khác. Tương tự như vậy, khi học tiếng Anh các bạn nhỏ cũng được nhìn thấy một hình ảnh con voi và được gắn với cái âm thanh là elephant. Vậy chúng mình nên hạn chế dịch sang tiếng Việt và luyện khả năng liên tưởng, bắt chước nhạc theo. Thực ra, ngưng dịch trong đầu đòi hỏi chúng ta cần phải xây dựng một thói quen hơn là luyện một bí kíp nào đó trong một thời gian ngắn. Vậy đó là những thói quen gì và bạn gắn kết thói quen đó vào thời gian biểu học tiếng Anh của bạn như thế nào? Hãy cùng xem tiếp theo nhé! Các thói quen bạn cần hình thành đó là: một, khi gặp từ mới hãy dựa vào ngữ cảnh của video hoặc đoạn văn để liên tưởng tới hình ảnh và đoán nghĩa của từ. 2, sau khi liên tưởng hãy tra từ điển và hãy đọc giải nghĩa bằng tiếng Anh thay vì chỉ xem nghĩa tiếng Việt. 3, hãy nghe cách phát âm của từ, đừng bỏ qua âm thanh, đừng bỏ qua cách phát âm. Âm thanh chính là dấu ấn quan trọng giúp bạn liên tưởng được. Và 4, hãy nhại theo, hãy bắt chước theo những gì video vừa nói. Nếu bạn đang học theo 6 bước trên eJoy app thì bạn đang hình thành 4 thói quen trên rồi đó. Nếu bạn chưa biết 6 bước này, hãy xem video hướng dẫn 6 bước học trên eJoy app nhé. Bây giờ hãy cùng phân tích xem 4 thói quen trên được hình thành như thế nào khi bạn luyện trên eJoy app cùng với video Abstract Painter.
Bước 1. Xem và hiểu. Khi gặp từ abstract, trước khi tra, bạn hãy nhìn một bức họa màu sắc loang lổ. Đó chính là hình ảnh liên tưởng cho abstract. Khi bấm vào tra từ, đầu tiên bạn hãy nghe lại máy phát âm đọc từ abstract một lần nữa. Abstract. Và đừng quên nhại theo. Sau đó bạn hãy đọc giải nghĩa tiếng Anh. Dịch nôm na, đây là một tính từ mang hàm ý như là một ý tưởng, một cảm xúc, không phải là một thứ vật chất rõ ràng. Bạn có thể bấm vào nghĩa dịch nếu đọc xong vẫn chưa hiểu. Như vậy, ngay ở bước 1, bạn đã hình thành cả 4 thói quen rồi. Bước 2, nghe chủ động Active Listening với tính năng Auto Pause, nghe sắp chậm. Với mỗi câu thoại, bạn sẽ nghe video nói trước mà không nhìn phụ đề. Sau đó bạn có vài giây để nói nhại lại. Hết thời gian dừng, phụ đề sẽ hiện lên và bạn có tiếp vài giây để kiểm tra xem bạn đã nhại lại đúng chưa. Bạn nghe đúng thì sẽ nhại đúng, nếu chưa đúng thì không sao, bạn đã phát hiện ra chỗ sai của mình rồi. Cứ tiếp tục với câu tiếp theo. Nếu bạn muốn điều chỉnh thời gian ngừng sắp, hãy bấm vào nút Settings. Ở bước 2, bạn tập trung luyện thói quen nói nhại theo mà không quá chú tâm vào dịch sang nghĩa tiếng Việt. Bạn hãy xem video hướng dẫn chi tiết hơn về nghe sắp chậm nhé! Bạn biết không, trước đây khi học tiếng Anh, mình cũng vừa nghe vừa dịch trong đầu giống như bạn đấy và phải mất rất nhiều năm mình mới có thể khắc phục được điều này. Mãi đến khi phát triển sản phẩm trên eJoy, mình nhận ra rằng còn phải tư duy về tiếng Việt thì sẽ không bao giờ thành thạo được như người bản xứ. Một khi đã luyện tiếng Anh thì cần tạm quên tiếng Việt và phải nhập tâm trong thế giới tiếng Anh, mọi âm thanh, hình ảnh, chữ viết đều bằng tiếng Anh. Giờ đây bạn đã có công cụ hỗ trợ đắc lực, bạn còn có cả một thế giới nội dung phong phú. Mình tin chắc bạn chỉ cần mất một vài tháng là có thể rèn luyện được thói quen tư duy bằng tiếng Anh và ngưng dịch trong đầu. Đừng quên comment những thắc mắc của bạn về cách học tiếng Anh trên eJoy nhé. Chúng mình sẽ tiếp tục sản xuất những video hướng dẫn. Subscribe channel của eJoy để được nhận thông báo nha.